tiết mục đầy ý nghĩa và mang lại cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn câu lạc bộ văn nghệ nhà trường. Và ngay bây giờ, để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường trong một buổi chiều đông đầy ý nghĩa như thế này, em xin được kính mời tất cả các thầy cô và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tiến lên sân khấu để chụp một bức ảnh lưu niệm. Em xin trân trọng kính mời.